Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Hiện tại Nhật An đã có mặt tại 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tôi đang có mặt tại tầng 3. Thì ở tầng 3 thì chúng tôi sẽ trưng bày một số những cái nội thất để quý vị có thể tham khảo. Ví dụ là những cái bộ sofa này ha, rồi vị trí là bàn ăn nè cũng có, rồi giường ngủ nè, và cả kệ tủ bếp nữa. Ngay vị trí của An thì đây sẽ là một bộ sofa để có thể giới thiệu quý vị. Thì đây sẽ là sofa được thiết kế là sẽ là bọc da nha quý vị. Phía trước thì cũng có một chiếc bàn trà khá là to, phù hợp với thiết kế của bộ sofa ở đây. Và như quý vị có thể thấy là đây sẽ là hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Đây là một cái cuốn hồ sơ rất là nặng, và nếu như quý vị ký kết hợp đồng với chúng tôi thì chắc chắn là quý vị sẽ sở hữu một cái bộ hồ sơ như thế này. Và trong hồ sơ này thì chúng tôi sẽ có đầy đủ là từ mặt bằng nè, mặt đứng nè, mặt cắt nè, các chi tiết cụ thể của công trình, rồi cả hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước, nội thất, vân vân. Thì quý vị đều sẽ có thể có khi mà quý vị gọi số hotline và liên hệ với chúng tôi để thiết kế và thi công trọn gói nhà ở nhé. Bạn đang muốn xây nhà nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn đang gặp khó khăn trong vấn đề xin cấp phép xây dựng? Bạn đang thiếu vốn để xây dựng căn nhà của mình? Đừng lo lắng, vì xây nhà đã có Mắt Hôn. Mắt Hôn, hệ thống thiết kế xây dựng trọn gói lớn nhất Việt Nam hiện nay, với hơn 5.000 thợ tay nghề cao được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp, thi công gấp rút, tận tụy với khách hàng, sử dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào thi công. Cùng với đó là 200 kỹ sư, kỹ thuật sư tay nghề cao sẽ giúp cho ngôi nhà đẹp, kết cấu vững chắc, và các thầy phong thủy chuyên môn cao giúp xem ngày giờ động thổ, hóa giải thế đất xấu cho khách hàng. Mắt Hôn có hệ thống nhà kho, bến bãi, tự nhập khẩu và sản xuất nguyên vật liệu mang thương hiệu Mắt Hôn vào công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Mắt Hôn đã triển khai showroom nội thất, thiết bị vệ sinh và vật liệu xây dựng trên khắp cả nước, giúp khách hàng trực tiếp trải nghiệm, cảm nhận về chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ uy tín. Hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình và chế độ bảo hành nhà dài hạn. Mắt Hôn đã đạt được nhiều giải thưởng danh giá, giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc, và là thương hiệu được hàng ngàn khách hàng trên khắp cả nước tin tưởng đặt niềm tin trong suốt hơn 10 năm qua. Nhanh tay liên hệ tới Mắt Hôn qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Xây nhà không khó vì có Mắt Hôn. Xin chào tất cả quý vị trở lại kênh YouTube của Mắt Hôn. Ngày hôm nay Nhật An sẽ tiếp tục giới thiệu quý vị mẫu nhà rất đẹp cho Mắt Hôn trực tiếp thiết kế. Đó chính là mẫu nhà của gia đình anh Ngô Đức Thắng ở ấp Thị Một, chợ Mới, An Giang. Đầu tiên thì tôi sẽ giới thiệu sơ lược lại về tổng công ty của Mắt Hôn. Mắt Hôn là công ty chuyên về thiết kế và thi công trọn gói nhà ở, kèm với đó là tư vấn phong thủy trên khắp tỉnh thành đất nước Việt Nam. Số hotline của chúng tôi là 0964 445 8888, 0828 133 333, 0924099999. Và hiện tại thì Mắt Hôn đang chạy chương trình, đó chính là duy nhất trong tháng này 80.000 đồng trên 1m2 khi ký hợp đồng thiết kế online. Ở đây thì chúng tôi sẽ có bảng báo giá gói thiết kế nè, gói kiến trúc 120.000 đồng trên 1m2, gói nội thất 150.000 đồng trên 1m2, gói VIP 200.000 đồng trên 1m2, gói cao cấp phong thủy chuyên sâu là 350.000 đồng trên 1m2 nhé. Ngoài ra thì chúng tôi đang cảnh báo giả mạo, đó chính là hiện tại đang có rất là nhiều những trang fanpage ở trên Facebook hoặc là những kênh TikTok giả mạo Mắt Hôn để lừa đảo trục lợi. Cho nên là quý vị muốn xác định có thể rõ được xem là có phải là Mắt Hôn hay không thì quý vị phải gọi trực tiếp đến những số hotline mà Nhật An vừa đọc, hoặc quý vị có thể đến trực tiếp trụ sở của chúng tôi, trụ sở miền Bắc 180 Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội, ở miền Trung là 28 Hà Hoàng, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, miền Nam 162-164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Còn về Facebook thì chúng tôi sẽ có trang fanpage chính thức là công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mắt Hôn nè. Thì trên fanpage này chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những mẫu nhà khác nhau để quý vị có thể tham khảo qua. Còn kênh YouTube của chúng tôi thì chắc chắn rồi, quý vị đã biết đó chính là kênh Mắt Hôn.
với hơn 133.000 lượt đăng ký ha. Ngoài ra còn có kênh Nhà Đẹp Mắt Home nè, Lâu Đài Việt và cả Min Home nữa. Bây giờ thì trở lại với mẫu nhà ngày hôm nay, thì đầu tiên tôi sẽ mời quý vị xem qua đó chính là 3D ngoại thất ở bên ngoài của công trình này trước nhé. Nhìn tổng thể bên ngoài thì đây sẽ là một công trình nhà vườn một tầng với thiết kế mái Nhật và phong cách hiện đại. Vẻ đẹp công trình này thì có lẽ là chúng ta phải dành từ là đơn giản mà tinh tế đúng không nào? Nó không sử dụng quá nhiều những hoa văn họa tiết trang trí cầu kỳ, nhưng mà quý vị thấy là vẫn tạo được cái nét thu hút riêng biệt. Nói chung là nếu mà ai mà gu là đơn giản mà vẫn đẹp thì có lẽ là sẽ thích cái mẫu nhà này. Còn với thiết kế công trình này thì quý vị có thể thấy là phần mái Nhật nhìn từ góc độ từ mặt tiền nhìn vào ha, thì mái Nhật ở đây sẽ là phần mái Nhật tam giác và chúng ta sẽ lợp ngói rayon kết hợp việc kè hợp kim siêu nhẹ. Bây giờ xin báo giá cho ngói rayon luôn. Công trình này xây dựng ở An Giang cho nên là An sẽ cho quý vị xem bảng báo giá thi công trọn gói ở miền Nam nhé. Thì đây, ngói rayon kết hợp việc kè hợp kim siêu nhẹ nè, việc kè siêu nhẹ đảm bảo trọng lượng với kết cấu bền chắc cho mái. Ngói được lợp chính xác theo bản vẽ và được cố định bằng vít chuyên dùng, chi phí là 680.000 đồng cho 1m2. Tiếp theo thì ta sẽ bàn đến đó là về màu sắc của công trình ha. Công trình này thì phối theo tông màu trung tính, quý vị có thể thấy từ phần mái ngói ở bên trên là tông màu là màu ghi rồi. Rồi phần tường bên dưới cũng vậy, chúng tôi sơn đa phần là màu trắng, kèm theo đó là vật liệu ốp black, đó chính là màu ghi. Và một số vị trí thì thậm chí là màu đen nha quý vị, đều những tông màu trung tính hết. Ở trên cái nền tường trắng thì chúng ta sẽ chạy một số những cái đường chỉ. Đường chỉ này thì sẽ được sơn màu ghi ha, đều là những cái đường chỉ âm, góp phần tăng lên cái tính thẩm mỹ cho công trình. Với công trình này thì vật liệu ốp lát chúng ta sẽ sử dụng đó chính là gạch Việt Nhật nè, quý vị thấy ở đây. Nguyên mảng tường này chúng ta sẽ sử dụng gạch Việt Nhật ha, hay là những chiếc cột ở đây thì sẽ sử dụng gạch Việt Nhật. Bên dưới trụ cột thì chúng ta sẽ ốp granite, cũng tương tự với khu vực ở đây là sảnh chính thì năm bậc chúng tôi đều ốp granite hết màu đen, còn mặt bậc sẽ là màu trắng nha quý vị. Vì thiết kế năm bậc thì thứ nhất là sẽ giúp công trình nhìn nó cao ráo hơn, thứ hai là thiết kế năm bậc thì nó có nhiều ý nghĩa liên quan đến phong thủy, ví dụ là ngũ hành kim thủy mộc hỏa thổ, hoặc tương với cung sinh trong sinh lão bệnh tử. Granite thì rất là chắc chắn, cho nên cái việc mà chúng ta di chuyển mỗi ngày ra vào ở khu vực cửa chính nó cũng không ảnh hưởng đến cái chất lượng của công trình chúng ta. Ví dụ nếu mà chúng ta sử dụng một số vật liệu khác thì đôi khi nó sẽ có thể bị nứt nẻ hoặc là nó bị thấm hút nước mưa. Còn với granite thì chống nước rất tốt cũng như là chống trầy xước, cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi mà di chuyển ở khu vực này. Về granite thì chúng ta cũng có báo giá luôn nha quý vị. Granite sẽ nằm trong một phần hoàn thiện nè, quý vị thấy đây. Đá granite màu sắc đa dạng, phong phú, độ cứng cao, bề mặt láng mịn, sáng bóng. Kích thước lớn hơn gạch ốp lát nên phù hợp với diện tích lớn, hạn chế rôn chỉ, chi phí là 1.500.000 đồng cho 1m2. Ngoài ra thì quý vị sẽ thấy là công trình này 100% cửa đều sẽ là cửa nhôm hệ kính ha. Quý vị thấy đây, từ mặt tiền cho đến mặt bên, rồi cửa ở vị trí này cũng đều sẽ là cửa nhôm hệ kính. Với những công trình nhà vườn thì tôi luôn dành một lời khuyên cho gia chủ là nếu được thì chúng ta nên đầu tư cửa nhôm kính hết. Bởi vì nhà vườn chúng ta rất quan trọng về cái việc là không khí đối lưu đúng không nè. Cho nên cái việc mà chúng ta sử dụng cửa nhôm kính, thứ nhất là ánh sáng sẽ luôn ngập tràn trong nhà. Thứ hai là cái việc lấy gió, lấy thoáng rất là đơn giản. Cho nên là việc thiết kế cửa nhôm hệ kính là anh nghĩ là một lựa chọn tối ưu. Còn về chi phí thì như thế nào? Bây giờ tôi cũng sẽ báo giá cho quý vị luôn ha. Thường thì chúng tôi sẽ ưu tiên là cửa nhôm hệ sinh pha Việt Nam, thiết kế đa dạng, phù hợp nhiều phong cách thiết kế, chống tràn, chống thấm nước, cách nhiệt chịu lực tốt, dễ dàng vệ sinh, giữ được hình thức lâu dài, chi phí là 2.100.000 cho đến 2.300.000 đồng cho 1m2. Với những dòng cửa nhôm hệ sinh pha thì cũng có hai dòng chính, một là Việt Nam, hai là sinh pha nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc có tem đỏ. Thường thì chúng tôi sẽ ưu tiên sinh pha Việt Nam bởi vì giá thành nó sẽ rẻ hơn so với cái dòng là sinh pha nhập khẩu Quảng Đông Trung Quốc có tem đỏ. Tuy nhiên, nếu gia chủ muốn đầu tư, cảm giác là công trình chúng ta sẽ chất lượng hơn thì cũng có thể đổi sang sử dụng là sinh pha nhập khẩu cũng được, hoặc cửa nhôm hệ PMA thì giá nó sẽ cao hơn cái giá này một chút xíu nha quý vị. Nhìn vào hình này thì chúng ta cũng thấy luôn, đây là phối cảnh ban đêm của công trình. Quý vị thấy này cũng rất là đẹp, là nhờ vào đâu? Nhờ vào hệ thống đèn chiếu sáng chúng tôi đặt ở bên ngoài. Quý vị thấy đây, sẽ có những cái đèn chạy dọc ở đây ha, hay những cái đèn lớn ở vị trí này và những cái đèn gắn tường nữa. Đây là một công trình hiện đại cho nên là phần đèn gắn tường này thì cũng được thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ. Đèn thì cũng có rất là nhiều loại quý vị, cũng có những cái loại là nó trung bình, cũng có những loại đắt tiền,
cũng có loại rẻ tiền. Thật sự thì em nghĩ là chúng ta sử dụng loại trung bình là được. Cũng không nên sử dụng cái loại quá rẻ tiền đâu. Bởi vì rẻ tiền thì một thời gian ngắn sau khi sử dụng có thể nó lại bị hư hại, nó không sáng đèn như thế nào đó thì chúng ta cũng lại phải thay mới thôi. Cho nên là sử dụng cái dòng trung bình là ổn ha. Còn dòng quá đắt tiền thì đôi khi nó lại hơi phí cho những cái không gian như thế này. Và một chi tiết nữa mà tôi cũng khá là thích của công trình này, đó chính là đây, quý vị sẽ thấy là kiến trúc sư cũng đã thiết kế phần cổng và tường bao xung quanh của công trình rất là đẹp. Phần cổng này chúng ta sẽ thiết kế, đó chính là thép hộp sơn tĩnh điện màu đen và màu gỗ nha quý vị. Ở trên này thì cũng còn một phần mái nhỏ nhỏ ở ngay khu vực cổng nè. Còn phần tường bao thì cũng thiết kế đơn giản thôi, với cái tông màu trắng và màu nghi, góp phần rất là đúng với cái vẻ đẹp hiện đại của công trình. Đó là tổng quan bên ngoài công trình này ha. Còn bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị đọc hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Đầu tiên là một lục bản vẽ kiến trúc, quý vị thấy tổng cộng là công trình này có là 28 trang trong bộ hồ sơ này, đầy đủ mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt. Ngày hôm nay thì bên cạnh những bản vẽ chính thì tôi sẽ đọc đến đó chính là mặt bằng cửa nè, cũng như là chi tiết cửa đi của công trình này. Bây giờ thì chúng ta xem qua, đây là mặt bằng định vị công trình ha. Đây là công trình của nhà anh Thắng so với khu đất đây. Từ mặt tiền đi ra đến phần đường ở đây là rất là tầm khoảng là gần 10 mét nha quý vị. Tiếp theo xét về hướng nhà đi, so sánh hoa tiêu chữ B, các công trình hướng xuống bên dưới, hướng bên phải. Bên dưới là hướng nam, bên phải là hướng đông, công trình nằm hướng đông nam. Đây là mặt bằng bát trạch phong thủy nè, quý vị sẽ thấy là các hướng nè, đông bắc sinh khí phúc lộc vẹn toàn, tây thiên y thiên thời che chở, tây bắc duyên niên mùa sự ổn định, tây nam phục vị được sự giúp đỡ. Tiếp theo thì đây là mặt bằng nội thất của công trình ha. Nhìn vào đây quý vị thấy được chiều dài công trình là 15,4m, chiều rộng công trình sẽ là 10,8m. Về công năng chúng tôi bố trí như sau: một phòng khách, một phòng bếp ăn, một phòng thờ, sẽ có hai phòng ngủ và hai khu vực nhà vệ sinh. Lối tiếp cận thì rất nhiều lối luôn, từ cửa chính đi vào nè, rồi phòng khách có một cái lối cửa mở ra sảnh phụ. Và cái lối cửa này chúng ta cũng có thể mở từ khu vực bếp ăn ha, và lối cửa hậu phía sau. Quý vị để ý nè, cửa hậu và cửa chính này ha, cái tim nó không nằm trên cùng một đường thẳng, cho nên không phạm vào quan thông môn xuyên đường sát theo phong thủy. Đây là một kiểu thiết kế anh nghĩ rất là hợp lý. Ngoài ra thì không biết quý vị đã từng nghe qua cụm từ là tam kiến môn chưa ạ? Tức là nếu mà chúng ta mở cửa chính vào mà thấy ba thứ sau đây thì nó sẽ không tốt. Thứ nhất là ta thấy trực tiếp được cái bếp, thứ hai là thấy nhà vệ sinh, và thứ ba là thấy một tấm gương. Cho nên là cái việc mà chúng ta thì bố trí bếp đẩy ra phía sau, nhà vệ sinh để phía sau và cũng không có đặt gương ngay vị trí phòng khách thì em nghĩ là cũng rất hợp lý về mặt phong thủy. Tiếp theo tôi sẽ đọc đến đó chính là về mặt đứng công trình. Quý vị nhìn sẽ thấy có số 0 đỉnh của mái 7,13m, sàn cho đến sàn mái đây là 4,1m. Ngược lại có số 0 xuống lệ sơn là 750mm, chia cho 5 bậc, mỗi bậc là 150mm. Với bước chân người Việt Nam chúng ta thì tôi đã từng nói rồi là tầm khoảng 150-180mm là thoải mái. Bên dưới này thì chúng tôi sẽ có các ô tượng trưng cho vật liệu khác nhau, ví dụ tường sơn mắc hôn, ốp đá ghép nè, rồi ốp gạch Việt Nhật nè, v.v. Tiếp theo tôi sẽ đọc đến mặt cắt của công trình. Thì quý vị nhìn vào đây đi, chúng ta sẽ thấy được mặt cắt nè. Sàn ở có sắp mái, chúng ta sẽ đổ sàn bê tông ha, để đảm bảo là cái độ cứng chắc cũng như là chống nóng, chống dù rút mưa tốt hơn. Ở bên dưới cũng vậy, cái lớp đất này thì cũng rất là nhiều luôn, nhiều lớp ở bên dưới nè. Ở đây sẽ có những cái vị trí thanh mè li tô theo kết cấu, khoảng cách theo kích thước ngói và khung kèo theo kết cấu. Đó, chúng tôi đã có ký hiệu rất là rõ đây để mà gia chủ có thể nắm được. Và như ngay từ đầu tôi có nói thì hôm nay tôi sẽ đọc đó chính là về mặt bằng cửa của công trình này. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy là những hệ thống cửa này ha. Mỗi cái vị trí ô tròn này sẽ là một vị trí cửa khác nhau. Ví dụ chữ D này là cửa đi D1 nè. Còn chữ D2 nè, đây là cửa phòng ngủ. Quý vị thấy kích thước là 900x2400mm cộng 00, tức là cửa phòng ngủ nằm sát với sàn. Cửa sổ thì sao? Thì đây, cửa sổ này vị trí S1, quý vị thấy kích thước là 2000x1900mm và cộng 0,9, tức là cửa sổ này sẽ cách sàn là 0,9m. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem qua, đó chính là chi tiết cửa đi D1, đây chính là cửa chính của công trình nha quý vị. Thì quý vị sẽ thấy ở đây, chúng tôi sẽ ký hiệu là quy cách cửa đi hai cánh mở kích thước 2700x2800mm, chất liệu nhôm hệ kính hộp, số lượng là một bộ. Thì đây sẽ là cái bản vẽ của cửa chính của công trình.
và kích thước luôn. Quý vị để ý sẽ thấy nè, cái kích thước nè 2700 đúng không nào? Nhưng mà quý vị lưu ý là chúng ta không lấy kích thước này. Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà đây là kích thước thì chúng ta chỉ tính những cái phần mà ta có thể mở ra được thôi. Thì con số sẽ nằm ở đây, đó chính là 1600. Bây giờ anh sẽ truy cập vào markhomegroup.vn và chọn vào một thước lộ ban. Thước lộ ban thì nó sẽ cho chúng ta biết là những kích thước cửa sẽ thuộc vào cung tốt hay là cung xấu ở trong gia đình. Bây giờ An sẽ nhập con số vào. Thì quý vị thấy là 1600 sẽ thuộc vào cung tác quan, nằm trong khoảng quý nhân, đây là khoảng tốt. Gặp khoảng này gia cảnh được giả quan, làm ăn phát đạt, bạn bè trung thành, con cái thông minh hiếu thảo. Rõ ràng thì với những vị trí quan trọng, ví dụ là cửa chính, nhận hàng, thì kiếp sư sẽ luôn luôn cố gắng tính toán làm sao để cái khu vực cửa này nó sẽ thuộc vào những cung tốt cho gia chủ. Bây giờ thì tôi sẽ đọc tiếp đến, đó chính là về mặt bằng lát sàn công trình ha. Thì quý vị nhìn vào đây sẽ thấy nè, những vị trí khu vực chính, ví dụ là phòng khách, phòng bếp, phòng thờ, phòng ngủ, chúng ta ký hiệu là số 1, lớp gạch granite, màu thể chỉ định kích thước 800x800mm. Thường thì cái màu ở đây chúng tôi ưu tiên lựa chọn ra màu sáng, ví dụ là màu trắng nè, màu vàng nhạt nè, màu xanh nhạt nè. Một số công trình đặc biệt thì có thể gia chủ sẽ lựa chọn cái tông màu, có thể là màu, thậm chí là màu đen. Tuy nhiên khi mà chúng ta đặt những cái gam màu, ví dụ màu đen chẳng hạn, thì quý vị phải biết cách phối màu như thế nào giúp cho công trình nhìn nó ấn tượng nhưng mà nó không bị tối tăm. Đây là cái việc rất là quan trọng ha, cho nên là chúng ta cũng phải lưu ý. Còn những khu vực ví dụ là nhà vệ sinh đi, chúng ta ký hiệu ở đây là số 2. Số 2 thì quý vị thấy nè, là gạch granite chống trơn, kích thước là 300x300mm. Luôn luôn thì những khu vực nhà vệ sinh thì chúng tôi sẽ luôn ưu tiên là gạch chống trơn. Cụ thể là thường những khu vực ở ngoài sẽ là gạch bóng, còn trong đây sẽ là gạch nhám, để đảm bảo là cái việc chúng ta di chuyển sẽ an toàn hơn. Và màu sắc thì cũng có sự khác biệt. Thường trong nhà vệ sinh thì chúng tôi lại ưu tiên, ví dụ là gam màu nâu, màu ghi, những cái màu mà chúng ta cảm giác nó không quá dễ bị bám bẩn. Ngoài ra thì cái khổ gạch, quý vị thấy nó luôn phải bé hơn so với khổ gạch của khu vực nhà chính. Bởi vì sao? Bởi nhà vệ sinh thì kích thước diện tích nó bé. Nếu mà chúng ta lựa chọn cái khổ gạch quá lớn thì nó sẽ ăn trọn không gian. Còn ngược lại, nếu mà không gian lớn mà ta đặt khổ gạch quá nhỏ thì nó cắt xẻ quá nhiều, nó cũng khiến không gian trở nên rối mắt. Cho nên là chúng ta phải tùy theo diện tích mà chúng ta lựa chọn khổ gạch cho hợp lý. Bây giờ tôi sẽ đọc đến hồ sơ kết cấu công trình này để xem là công trình xử lý là móng gì nha. Và nhìn vào mặt bằng móng thì quá dễ để thấy rồi. Công trình này chúng ta xử lý là móng đơn bê tông cốt thép. Đây là công trình nhà vườn một tầng, tải trọng không quá lớn, cho nên việc chúng ta lựa chọn móng đơn là hoàn toàn hợp lý nha quý vị. Với móng đơn thì nó sẽ là loại móng tiết kiệm chi phí nhất trong tất cả các loại móng. Cuối cùng, đọc đến hồ sơ điện nước của công trình nhà anh Thắng thì ngày hôm nay tôi sẽ đọc, đó chính là về mặt bằng bố trí ổ cắm internet của công trình. Quý vị thấy lần lượt những vị trí ổ cắm nè, hai bên khu vực cửa ra vào thì sẽ có ổ cắm ha. Rồi ở ngay khu vực tivi cũng vậy, sẽ có đến hai vị trí ổ cắm luôn. Ví dụ HM1.2m, HM0.4m, tức là 0.4m cách sàn có một ổ cắm, và 1.2m cách sàn lại có thêm một ổ cắm nữa. Ở đây thì chúng ta sẽ bố trí bộ phát wifi ở ngay khu vực của phòng khách. Ngoài ra thì em ví dụ ha, trong bếp đi, quý vị để ý nè, ở những khu vực ví dụ tủ lạnh là chắc chắn là phải có ổ cắm rồi, hay là ở ngay khu vực nấu nướng cũng vậy, cũng phải có ổ cắm để đôi khi chúng ta sử dụng lò nướng, lò vi sóng chẳng hạn thì cũng rất là cần thiết luôn. Vậy là ngày hôm nay thì những em vừa giới thiệu quý vị đó chính là công trình của nhà anh Thắng An Giang, một công trình nhà vườn tinh tế đơn giản. Nếu quý vị có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, đừng ngần ngại liên hệ ngay Mắc Home ở số hotline 0964458888, 0821333333, 0924099999, sẽ có nhân viên tư vấn cho quý vị. Đừng quên nhấn like, subscribe, chuẩn bị thông báo để không bỏ lỡ video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, những em xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.